Chào tất cả các anh em nhé. Ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim của anh chị em một mẫu lồng khiếu, đây là mẫu lồng khiếu đốt trúc nhé. Lồng này làm bằng trúc cật rất là bóng. Hiện tại thì lồng đang để mộc. Anh em mà vào lớp dầu hoặc chơi một thời gian là sẽ xuống màu vàng rất là đẹp luôn. Đấy. Chiếc lồng khiếu làm rất là kỹ luôn anh em nhé. Kỹ luôn này. Đấy, ở dưới là chân gạch. Kích thước của chiếc lồng này là rộng 42 và cao 69 cm nhé. Đẹp luôn. Sẽ quay một góc xem. Anh em nhìn thấy cái phần tang được làm trúc cật cực kỳ bóng luôn này. Phần chân gạch này. Đây là sàn này. Đấy. Làm cực kỳ kỹ luôn. Cái lồng này thì anh em chơi cực kỳ bền luôn. Đấy. Size 42 và cao 69 cm nhé. Anh em đặt hàng thì liên hệ số 0984 217 365 để đặt hàng. Số này thì em có xài Zalo nhé, anh em có thể kết bạn Zalo gửi hình thì em sẽ gửi thêm mẫu lồng này cho anh em xem, em sẽ gửi thêm hình ảnh chiếc lồng này cho anh em tham khảo nhé. Đó, anh em đặt hàng hãy liên hệ số 0984 217 365. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau.